giờ cứ theo kế hoạch mà làm. Bây giờ tụi mình sẽ làm như vậy, ba đứa mày sẽ đi cầm bảo vệ, còn tao sẽ tiếp cận. Rồi, đi mà làm. Đi. Đó, vừa lòng anh chưa? Kêu đi máy bay thì không chịu đi, đòi đi tàu. Bây giờ ra đây tàu còn chưa có nữa, rồi chừng nào mới ra ngoài kia gặp người ta đây? Bà im đi để tôi suy nghĩ mà. Đi tụi bay. Gì? Sao hôm nay tàu đến trễ vậy anh? Sao tao biết được? Đại ca nhớ chia em một ít nha. Lại là mày, sao mày cứ ám tao hoài vậy? Trả cho người ta đi. Trả cái bóp cho người ta đi. Mày là cái thái vậy tao phải đi trả. Tao nói cho mày biết, ở đây là địa bàn của tao. Mày khôn hồn á thì biến đi chỗ khác. Cút. Được, mày ngon lắm. Tao nói cho mày biết, tao có thể không tính toán với mày về chuyện mấy cái bánh, nhưng mà lấy bóp của người ta thì phải trả lại, biết chưa? Tại trận rồi, tụi bay còn chối cãi nữa không? Dạ, không phải con đâu, thằng này mới là thằng ăn cắp nè. Con thấy nó lấy cái bóp của chú đó, con mới kêu nó trả lại đi. Nó không chịu trả lại, nó còn đánh lại con nữa. Đó, chú thấy không? Cái mặt nó kìa, gian quá trời gian luôn. Trên tay nó nè, nó còn cầm cái bóp này nữa. Nó mới là người ăn cắp. Con vô tội, nên mấy chú cho con về nha. Nó láo á, nó mới là người ăn cắp á. Con lấy lại cái bóp từ trên tay nó nè. Dạ, không có đâu. Nó mới là người ăn cắp á. Nè, chứng cứ rành rành trên tay nó nè. Đứa nào ăn cắp, đứa nào móc túi, về đồn rồi sẽ biết. Dẫn đi. Đi lên. Đi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên kia.